Sáng giờ cô bác đã có nấu cháo hết chưa? Hả? Nấu rồi ạ. Nấu rồi hả? Dạ. Nấu đêm. Thông báo của điện lực là trong ngày hôm nay bắt đầu từ 7 giờ rưỡi cho tới 5 giờ chiều nay là khu vực của mình là sẽ cúp điện nha, để sửa đường dây hạ thế. Tại bình hôm qua là mưa bão nó lớn, thành thử sét đánh nó bể cái, nó hư cái bình, nên hôm nay là các anh thợ sửa điện cả ngày luôn. Nên thành thử ra là cô bác nào đã nấu rồi đó, thì có bệnh nhân nào chưa nấu thì cho những bệnh nhân đó ăn chung nha. Ví dụ như chung dãy nhà trọ mình á, mà cô bác nào chưa nấu á thì mình sẽ qua mấy phòng của cô bác nấu rồi đó, mình xin cháo mình ăn, rồi khi nào có điện mình nấu. Thì tới 5 giờ chiều thì sau giờ đó mình cố gắng mình nấu lại. Như ngày hôm qua thì do mưa dầm, cho nên là các thầy có thông báo trên group là bệnh nhân thì ở lại nhà trọ không có đi khám, mà chủ yếu là những người nuôi thôi, người nuôi tới phòng khám để nhận thuốc, gạo và thảo dược cho bệnh nhân. Và hôm nay tụi con sẽ khám lại, thì tụi con các bệnh nhân mình tranh thủ mình đi buổi sáng để các thầy thăm khám nha. Tại vì hôm qua là đã không có khám rồi, hôm nay tụi con phải thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân. Về cái phần đường đi đó thì giờ chỉ còn lại lu lèn nữa là sẽ hoàn thành cái con đường nhựa này, cũng xin báo cáo với quý bệnh nhân là như vậy. Cũng như một lần nữa con xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, quý ân nhân, quý nhà hảo tâm đã đồng hành ủng hộ cho phòng khám cũng như là địa phương có được một con đường dân sinh rất là tiện lợi. Và con xin được cảm ơn ạ. Con cũng nhắc nhở một số quý bệnh nhân về ở trong phòng khám này là cái khâu soi đèn á, soi đèn hồng ngoại đó, thì khi đối với bệnh nhân nào mà đang soi đèn hồng ngoại soi xong mà muốn qua bó thuốc á thì cố gắng ngồi giùm cho con 20 phút cho tới 25 phút thì mình mới được bó thuốc nha, chứ mình không có được bó liền. Bởi vì khi mà mình vừa soi đèn hồng ngoại xong thì cái da của mình á, cái lỗ chân lông mình nó hở ra, và khi đó nó ra mồ hôi nữa, rồi khi mà mình qua mình bó thuốc liền á, như vậy nó sẽ không phù hợp. Cho nên là bắt buộc mình phải ngồi cho cái lỗ chân lông của mình nó khít lại, rồi khi đó mình bó thuốc thì nó sẽ hiệu quả hơn. Cho nên quý bệnh nhân mình lưu ý nha, là hãy mà mình đi soi đèn hồng ngoại ở chỗ thầy Mai, thì thầy Mai cũng có nhắc rồi là mình ngồi lại 20 phút cho tới 25 phút trước khi mình vào phòng của thầy Keo để mình bó. Lưu ý giùm cho con cái khoảng đó. Thì như thường lệ thì cứ tới định kỳ ngày thứ bảy, con dành một chút thời gian để con chia sẻ cái phương pháp của cha đến tất cả quý ông bà, cô bác, để mình hiểu về phương pháp này, cũng như là cái cách mà mình ăn uống như thế nào trong suốt cái thời gian mà mình ở đây, cũng như là khi mình về nhà đó mình cũng nắm vững. Cô bác thông cảm là do cúp điện nên nó hơi nóng một chút nha. Nhưng mà cái phần hướng dẫn của con thì con sẽ nói hôm nay không có livestream, bởi vì không có điện, cho nên là con sẽ quay cái này con đăng lên sau. Rồi, về nội dung hôm nay, chủ đề của hôm nay là vai trò phương pháp hỗ trợ điều trị, là phương pháp của cha đó, cái vai trò nó như thế nào ở trong cái ngành y tế nói chung, tại sao nó lại ra đời để áp dụng cho bệnh nhân ung thư mà trước đây mình chưa thấy cái chương trình của cha là nó áp dụng trước, mà bây giờ mới xuất hiện mà lại phát triển nhanh như vậy. Bắt đầu từ năm 2017, cuối năm 2017-2018 là cha Phêrô bắt đầu nhận bệnh nhân trên hình thức là lúc đó là do Hội Chữ Thập Đỏ xã Vĩnh Kim thành lập và chỉ hỗ trợ một nhóm đối tượng ít thôi, hỗ trợ cho những người ở trong xã thôi. Thì sau đó cái mức độ lan tỏa nó
lan sang các khu vực khác, tỉnh thành khác, thì các bệnh nhân ở các tỉnh về đây, tại vì lúc đó phòng khám là trực thuộc của Hội Chữ Thập Đỏ, là chủ yếu là giúp cho những cô bác mà ngày trước á, là có mỗi tháng cha mỗi phát gạo định kỳ hàng tháng. Những cô bác hộ nghèo ở trong xã đó, thì khi đó nó có một số cô bác bị xỉu, mệt á, ngồi nhiều khi mà đông người hơi người á, bị xỉu, thì mới mở cái phòng y tế ở trong cái phòng phòng của cha, rồi bắt đầu mới các người mà bị bệnh á mới về đó mới xin được hỗ trợ, thì tụi con cũng có giúp cho phần thuốc, thì bắt đầu bệnh nhân thấy hiệu quả, bắt đầu đồn thổi với nhau là bắt đầu tới. Nhưng mà do giấy phép không có nên thành thử ra lúc đó là Hội Chữ Thập Đỏ phải đưa về các tỉnh đưa về, thì tới năm 2023, năm vừa rồi là bắt đầu mới có giấy phép, và từ đó tới nay thì bắt đầu phòng khám hoạt động ngày càng đông. Cao điểm mà lúc cha còn á thì là 600 bệnh nhân là cao điểm nhất nha, có người nói lên tới 1.000 bệnh nhân, nhưng mà không có thời điểm nào mà lên tới số đó hết á, lên cao nhất. Cái thời điểm mà phòng khám nhận bệnh tối đa luôn á, là trong cùng một thời điểm là 600 thôi. 600 là đã làm hết sức rồi, chứ không thể nào lên ngàn thì cái lúc các thầy thuốc bỏ chạy luôn á. Hả? Không có. Nếu mà cộng luôn cả người nuôi á, nếu cộng hết trên vừa người bệnh vừa người nuôi á, thì lên 1.200. Nhưng mà đó là tổng số người. Còn cái khám bệnh là khác nha, cái khám bệnh là chỉ có 600 thôi. 600 là đã mấy thầy là muốn ngắt ngư hết rồi đó. Bởi vì vô là cứ vô là không có dám dầm lên luôn, cứ dầm cái máy đo huyết áp và dầm bệnh nhân, dầm máy đo huyết áp dầm bệnh nhân thôi. Chứ mà nhìn lên ngồi đông vậy nè là bảo đảm mệt tới rồi đó. Tại nhìn thấy quá chừng luôn, mà mình khám một lượt giống như là mặn cỏ vậy đó, đâu dám dầm phía trước đâu, dầm chỗ mình làm nhiều quá, nên thử ra chỉ có 600 là hết sức rồi. Cái thời điểm cao điểm á, cái ngày thứ hai đầu tuần thôi, mỗi sáng thứ hai đầu tuần á là nhận cái hồ sơ không á, tím từ buổi sáng cho tới buổi chiều, 25 ca mới, 25 bệnh nhân mới vô đây, coi như là phải theo dõi đó. Rồi bắt đầu ngày thứ ba giảm 20, thứ tư giảm 15, giảm hết cuối tuần, cộng lại là ra 70 mấy bệnh nhân mới thời điểm đó. Thì lúc này thì cũng còn lại khoảng 200 là bệnh nhân ở đây, cộng với những bệnh nhân đi bệnh viện, đi các thầy cho đi khám bệnh lại, và bệnh nhân nằm bệnh viện khoảng 230. Có thời điểm cao điểm là 250 là hết mức cho tới thời điểm hiện tại. Cái vấn đề mà bệnh nhân ngày càng tin tưởng vào cái phác đồ ở đây thì nói lên là cái vai trò quan trọng đối với cái sức khỏe của mình và cái phương pháp hỗ trợ điều trị nó như thế nào mà nó lại quan trọng đối với mình như vậy. Hôm nay là con sẽ giải thích cái vấn đề đó cho mọi người hiểu cái tầm quan trọng của cái chương trình hỗ trợ điều trị. Như tất cả quý bệnh nhân ở đây á, thì cái chuyện mà mình khi mà mình phát hiện ra cái bệnh ung thư thì điều đầu tiên là mình đã tới Tây Y, mình kiểm tra, mình mới biết mình mắc bệnh ung thư. Chứ không có đơn vị nào khác để chẩn đoán ra mình ung thư, mà chỉ duy nhất là mình đi Tây Y. Tây Y là mình mới được chẩn đoán thông qua sinh thiết. Lưu ý nha, là trước khi mà làm sinh thiết á, thì bác sĩ có nghi ngờ, bác sĩ được quyền nghi ngờ một ca bệnh là có khả năng mắc bệnh ung thư hay không, thì bác sĩ có thể sẽ để như thế này, chưa làm sinh thiết nha, ví dụ như trước đó là chưa làm sinh thiết thì bác sĩ sẽ để là theo dõi đó, nghi hoặc là nghỉ đó, hoặc là phù hợp. Rồi sau đó nó cộng thêm cái chữ K hoặc là chữ ung thư hoặc là US. Khi mà các bệnh nhân thấy trong cái giấy hồ sơ của mình để là chữ theo dõi nè,
chữ nghi nè, chữ nghỉ nè, chữ phù hợp là mình biết là lúc đó mình mới nghi ngờ ung thư thôi, chứ chưa phải cái kết luận cuối cùng là mắc bệnh ung thư. Kể cả khi mà mình làm sinh thiết rồi cũng vậy. Ví dụ như bác sĩ lấy một mẫu mô của mình ra, mô ngực nè, mô trong phổi nè, hoặc là mô trong đại trực tràng để mà đi làm sinh thiết, nhưng có thể là cái khối đó nó không nằm ngay cái vị trí ung thư mà nó là tế bào lành. Ví dụ cái khối u nằm đây, cái kim chọc vô nó vượt quá cái vị trí của tế bào ung thư, nó lấy ở chỗ này, chỗ này là tế bào lành. Còn nếu như cái kim nó lấy chưa tới tới đây thôi, nó chưa đụng tới cái khối u đó, thì khi làm sinh thiết ra nó vẫn là tế bào lành, thì bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi nghi nghỉ hoặc là phù hợp. Những cái từ này nè là chưa khẳng định mình mắc bệnh ung thư đó. Còn khi nào mà bác sĩ đã sinh thiết mà ra các trường hợp ác tính đó, thì khẳng định mình đã mắc bệnh ung thư đó. Bác sĩ sẽ để nè chẩn đoán ca ung thư ác tính US. Lúc này bác sĩ sẽ không để mấy chữ này nữa, sẽ xóa nó đi. Lúc này là bác sĩ sẽ không còn để cái chữ này nữa, vì đã xác định được ác tính rồi đó. Ví dụ như cái điểm mà lấy sinh thiết lại lần nữa đó, mà nó lấy đúng ngay đây luôn, rồi lấy ra kiểm tra đúng cái sự hiện diện của tế bào ung thư, lúc đó bác sĩ sẽ không còn để cái chữ này nữa. Và lúc đó là lúc điều trị. Khi đó đó, chẩn đoán mà ra những chữ này rồi là lúc đó điều trị bệnh. Lúc này là không còn chẩn đoán tiếp tục nữa, bác sĩ sẽ không làm sinh thiết nữa, là điều trị. Nhưng mà có một số trường hợp cái khối u á, nó không phải là lúc nào cũng lấy sinh thiết được đó, tại vì không phải là lúc nào bệnh nhân đó cũng có thể có khối u để mà làm sinh thiết. Ví dụ như cái chỗ đó nó sâu quá, ở trong giữa lồng ngực của mình nó sâu quá, bác sĩ lấy không được, hoặc là trong cái lá gan bác sĩ không thể mà mổ cái gan được để làm sinh thiết, thì có một số cái phương pháp để xác định được mình có mắc bệnh ung thư hay không. Ví dụ như trong ung thư HCC gan đó, thì lúc này nè bác sĩ sẽ không làm sinh thiết, không có cắt cái khối đó nữa, nhưng mà bác sĩ sẽ đánh giá qua những cái yếu tố sau. Ví dụ như vậy đây, để xác định một bệnh HCC gan nó cũng tương đương với là ung thư gan á, gan mà chưa qua sinh thiết. Như vậy thì cái điều đầu tiên là xác định cái AFB đó là cái dấu ấn ung thư của gan, dấu ấn sớm á. Mà nếu như trên 200, rồi cái thứ hai xác định viêm gan B. Thế mà bệnh nhân có sự xuất hiện của AFB trên 200, cái viêm gan B là dương tính. Và thêm cái nữa là cái CT scan là ổ bụng nha, là có hình ảnh HCC đó. Là ba yếu tố này khẳng định bệnh nhân đó bị HCC gan, là tương đương là ung thư gan. Có nhiều trường hợp á, hai cái này không có nè, AFB nè chưa có, viêm gan âm tính mà cái CT á, nó có cái hình ảnh của HCC gan. Như vậy thì cũng chỉ mới là theo dõi nha, ví dụ như nó chỉ đáp ứng một chỉ số thôi, là theo dõi chỉ có này thôi, hai này là không có. Như vậy thì vẫn là tiếp tục là theo dõi bệnh ung thư. Còn nếu như họ được ba yếu tố này nữa là khẳng định là mình mắc căn bệnh ung thư. Nếu vậy thì sinh thiết hoặc là những phương pháp ngoài sinh thiết ấy, để xác định được chẩn đoán là mình mắc bệnh ung thư nè, và lúc đó là mình sẽ phải điều trị bệnh. Về phương pháp điều trị bệnh đó, thì hiện tại là chỉ có duy nhất phương pháp Tây y mới là điều trị chính thống nha. Ở đây là nếu như mà mình mắc bệnh ung thư thì mình phải đi điều trị Tây y, bởi vì đó là phương pháp điều trị chính thống
mình mắc bệnh ung thư là mình phải điều trị tây y. Tây y. Đây là phương pháp điều trị chính thống. Chính thống. Còn phương pháp mình mà mình đi những nơi khác mình uống thuốc nam á, uống thuốc nam á, thuốc nam bất kỳ chỗ nào nha. Ví dụ mình tới một cái cơ sở nào đó mình uống thuốc nam, uống thảo dược hoặc là thuốc bắc thì tất cả những cái chỗ đó, kể cả ở đây cũng vậy, mình tới đây mà mình chữa bệnh hỗ trợ điều trị đây nè, tất cả đều là hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, hỗ trợ nha. Khi đi mình đi uống thuốc nam là hỗ trợ điều trị bệnh chứ mình không phải là điều trị nha. Và phương pháp hỗ trợ điều trị nó sẽ không thay thế cho phương pháp điều trị bệnh được. Cái nào ra cái đó. Phương pháp hỗ trợ nó sẽ không thay thế cho phương pháp điều trị bệnh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ như ở đây, y học cổ truyền, tụi con là y học cổ truyền, thì sẽ không khuyến khích bệnh nhân bỏ điều trị để mà định đi kiếm thuốc nam mình uống. Không có nha. Có nhiều bệnh nhân làm tưởng là thôi bây giờ mình mắc bệnh ung thư nè, mình đi hỗ trợ điều trị đi, mình đang vô quá chất. Cũng có nhiều trường hợp, ví dụ như cô bác đó đang vô quá chất ở bệnh viện đi, nhưng mà tao có hỏi, ví dụ như với cái người đó vô 6 to, 6 chu kỳ hóa đó. Mà bây giờ vô được 2 chu kỳ rồi, vô được 2 rồi, vậy thì còn lại 4 chu kỳ nữa, nhưng mà đáp ứng thuốc nha. Có nghĩa là cái khối u đó, ví dụ như ung thư hạch đi, khối u đó lớn nhưng mà do thuốc hóa chất nó đầu nó nhỏ lại, nó gom lại, nó không đau nhức nữa, là nó đang đáp ứng thuốc về sức khỏe, bệnh nhân đủ sức để vô tiếp tục 6 chu kỳ. Mà nghe đâu á, ví dụ như có một người nào đó ở gần sớm nói với cái người đó, xuống với cha Tường đi, cha Tường chữa hay lắm, đi xuống với đó đi, bỏ tây y đi, thì như vậy bệnh nhân đó không theo chu kỳ này nữa mà bỏ ngang, không vô thuốc nữa mà tự ý đi xuống. Thì trong những trường hợp đó con cũng có tư vấn, nếu như mà phác đồ mà bác sĩ đang điều trị cho mình là phù hợp thì mình vẫn tiếp tục theo. Còn ví dụ như mà mình vô thuốc nhưng mà bệnh nó vẫn tiến triển tiếp tục, nó không có dừng lại, vô thì vô nhưng mà cái khối u nó vẫn lớn ra và nó hành mình thì mình không chịu nổi, thì lúc đó bệnh nhân với người nhà sẽ phải cân nhắc chọn cái hướng này hay là tiếp tục điều trị tây y. Cái này là do gia đình tự quyết định, có nghĩa là mình tự mình coi coi cái bệnh đó với cái phác đồ đó bác sĩ áp dụng nó có phù hợp hay không. Mình tự quyết, lúc này mình không có đổ thừa các thầy thuốc suối tôi bỏ tây y trở về đây để điều trị, nhớ dùm cho con cái đó. Chứ để thôi tụi con bị trách tội nghiệp, tụi con không có suối bệnh nhân bỏ tây y để mà đi tìm thuốc nam để uống. Nhưng bên cạnh đó đó thì cũng không ít những bệnh nhân cô bác á mà đã điều trị vô thuốc nhưng mà nó không đáp ứng, nó không đáp ứng, có thể là đã hoặc đã vô thuốc rồi hoặc là đang vô thuốc nhưng mà cái thuốc quá chất á, cơ thể mình chịu không nổi, nó giật quá, bắt buộc mình phải bỏ ngang. Cái này là tại vì bất đắc dĩ thôi. Như vậy thì trong những trường hợp đó đó thì cái vai trò của cái hỗ trợ điều trị bắt đầu có rồi đó. Tại vì ví dụ như là 100 ca ung thư đi, như vậy thì khoảng 90 ca là điều trị được, còn lại 10 ca là không thể điều trị được. Thì trong đây là các cô bác thì đã có bệnh thì biết rồi. Mình tới đây cũng là có những trường hợp mình đâu thể điều trị được, cho nên cái phương pháp hỗ trợ của cha mới ra đời và đáp ứng cái điều đó, cái nhu cầu đó. Một trăm ca nè thì có 90 ca là điều trị được, thì 90 ca này con không bàn tới các cô bác mà đi bệnh viện mà vô đang vô hóa chất á, xạ trị hoặc là phẫu thuật á, thì số này
thì con sẽ không can thiệp vô. Kể cả xuống đây cũng vậy, ví dụ như xuống đây các cô bác có thể tìm hiểu phương pháp này, rồi sau đó về tiếp tục vô quá chất hay gì đó thì con sẽ không có can thiệp vô. Mà chủ yếu là những giai đoạn muộn hoặc là những bệnh nhân không điều trị trong số 10 ca này nè. Đó, nếu như mà bác sĩ điều trị cho 100 ca mà 90 ca điều trị được và 10 ca không điều trị được, là bác sĩ thường có thể bác sĩ có thể nói thẳng với bệnh nhân à, thôi về đi kiếm thuốc nam uống đi. Hoặc là có khi bác sĩ không nói, bác sĩ trả về nhà, rồi kêu về nhà đi, rồi kêu không cần phải đi lên đây nữa mà về địa phương khám. Thì lúc đó là 10 ca này á, không phải là không có điều trị nha, vẫn còn tiếp tục điều trị, nhưng mà lúc này mình là điều trị triệu chứng. Đó. 90 ca là điều trị đặc hiệu. Điều trị đặc hiệu. Đặc hiệu. Rồi. Rồi, anh kiểm soát đó đi rồi em thông báo đây. 90 ca là điều trị đặc hiệu được nè. Ví dụ như vô thuốc được, trại trị được, đó là điều trị đặc hiệu. Còn 10 ca còn lại là điều trị triệu chứng. Ở chỗ nào? Ví dụ như mình cảm thấy khó thở, hoặc là mình ra máu nhiều, hoặc là mình cái khối u mình bị viêm lên, thì mình có thể tới bệnh viện để đăng ký nhập viện ở lại và điều trị triệu chứng. Đó là điều trị triệu chứng 10 ca. Bên cạnh đó thì có một số bệnh nhân là về nhà không có điều trị nữa, là đi kiếm thuốc nam uống luôn. Thì như vậy thì cái vai trò của y học cổ truyền lúc đó nó mới phát huy tác dụng á. Rồi, vậy thì cơ hội nào mà mình không điều trị được mà mình có thể làm giảm được cái nguy cơ phát triển của bệnh ung thư, mà tại sao lại như vậy? À, vậy thì cơ hội nào dành cho 10 người này? À, cơ hội nào? 90 người còn lại thì không bàn. Vậy thì 10% 10 ca còn lại thì cơ hội nào? Ở tại Việt Nam á, thì thời gian vừa qua là chính phủ đã có những cái quyết định và nghị định để giúp cho cái phát triển cái nguồn dược liệu cũng như là phát triển cái ngành y học cổ truyền lên, để giúp cho bệnh nhân tiếp cận tốt hơn với cái những cái nguồn dược liệu của Việt Nam. Ví dụ như năm 2013 là chính phủ đã ra một cái quyết định, cho cái quyết định số 1976, quyết định của thủ tướng đó. Trong cái quyết định 1976 này là cho phép phát triển dược liệu trên cả nước. Cái quyết định năm 2013 đó là số 1976 đó, là cho phép phát triển dược liệu đến năm 2020 và hướng đến 2030. Có nghĩa là chính phủ giúp cho những cái dùng trồng dược liệu được phát triển ra những cái chính sách. Có những nơi á, ví dụ như ở ngoài Nghệ An, ngoài Hòa Bình và các vùng lân cận á, là nhà nước hỗ trợ về cái chi phí mà vay vốn á, để giúp cho những bà con có thể trồng những cái cây dược liệu, và có khi cung cấp cả nguồn cây giống dược liệu luôn, có khi còn hỗ trợ cả kinh phí nữa, cấp tiền cho người dân để trồng cái cây dược liệu á, để bảo tồn dược liệu đó. Rồi sau 2019 á, cái số 1893 quyết định của thủ tướng năm 2013 là cho phát triển dược liệu, năm 2019 là ra số 1893 quyết định của thủ tướng là cho phép phát triển cái ngành y học cổ truyền
mà kết hợp với y học hiện đại, có nghĩa là Việt Nam mình cho phép phát triển cái ngành giống như y học cổ truyền ở đây nè. Đó là bắt đầu từ 2019, hiện nay là 2024 rồi, có nghĩa là đã thực hiện được cái quyết định này 5 năm rồi. Vậy thì tại sao mà lại phát triển cái lĩnh vực y học cổ truyền lên để phục vụ cho bệnh nhân? Là vì ở Việt Nam mình á, nó có một cái hay là khí hậu cận nhiệt đới mà cận xích đạo á, như vậy thì nó sẽ có cái sự đa dạng về sinh học. Ở Việt Nam mình có tới 36.000 giống thực vật khác nhau. Đó. Thì trong số 36.000 giống này nè, nó có khoảng 5.000 giống thảo dược. Trong số 36.000 giống thảo mộc nha, là giống thực vật, thì có 5.000, khoảng 5.000 giống rồi có cái dược tính để điều trị bệnh, để hỗ trợ điều trị bệnh, người ta có thể sử dụng để làm thuốc hoặc là làm thực phẩm chức năng, hoặc là làm những cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe, hoặc là làm những cái thuốc thảo dược mà để hỗ trợ điều trị. Như vậy thì Việt Nam mình á là có điều kiện để phát triển cái nguồn thảo dược đó, cho nên là khi mà chính phủ đã ra những cái quyết định này nè, thì cái ngành hỗ trợ điều trị giống như phòng khám đây bắt đầu mới có cái sự phát triển mạnh mẽ. Không phải ở đây không đâu, mà nhiều nơi nữa, ví dụ như ở ngoài miền Bắc, miền Trung hoặc là các tỉnh miền Tây ở trên An Giang đó, thì bắt đầu người ta mới trồng những cái cây dược liệu quý, sưu tầm những cái dược liệu đó để mà giúp cho bệnh nhân. Như vậy thì 10 ca này nè, trong số 10 ca này nè, không còn điều trị được nữa thì vẫn còn cơ hội để mà được hỗ trợ điều trị. Chứ nếu không là buông ra lại giờ mình đâu biết làm gì. Nếu như Tây Y trả mình về địa phương rồi, bây giờ mình nằm không, mình chờ cái gì đây? Đó. Cho nên mình sẽ có được cái cơ hội là được hỗ trợ điều trị. Cho nên cái ngành y học cổ truyền nó phát triển lên là nhờ chính sách của nhà nước cho phép phát triển, có nghĩa là tạo điều kiện để phát triển cái ngành này. Rồi như vậy thì sẽ có những cái vấn đề kế tiếp xảy ra nha. Đó. Bây giờ là nguồn thảo dược Việt Nam là bắt đầu trồng nhiều trong những năm gần đây, bắt đầu trong khoảng 8 đến 10 năm là cái dược thảo dược của Việt Nam bắt đầu dễ kiếm đó. Ví dụ mình có thể mình tới địa phương đó, mình mua cây thảo dược đó, hoặc là mình đặt ở trên các cái trang mạng, các cái trang mà bán sản phẩm đó, ví dụ như Shopee nè, hoặc là Sen Đỏ hay gì đó, thì mình có thể tiếp cận được những cái giống thuốc đó luôn rồi, cả cây giống, cả thuốc thành phẩm. Vậy thì điều đầu tiên là đủ dược thảo dược dược liệu ha dược liệu cái điều đầu tiên mà mình đã có được trong thời gian vừa qua là đủ nguồn dược liệu để cung cấp cho mình rồi đó. Bây giờ mình kiếm cây nào cũng được nữa, dễ lắm. Bây giờ bệnh nhân ung thư nếu mà đi điều trị Tây Y không được, bác sĩ trả về, bây giờ mình sẽ hướng tới những nguồn thảo dược, những cây thảo dược á, miền đồng bằng có, miền núi có. Ví dụ ở trên An Giang thì sử dụng các loại như là hoa bông đu đủ đực, lá đu đủ đực, hoặc là cái củ bạc Hà Núi chẳng hạn. Còn ở miền Bắc thì sử dụng các loại như là xạ đen, thương thủy đó. Thì bây giờ nè, mình đã đủ dược liệu nè, bây giờ vấn đề kế tiếp là mình dùng nó như thế nào. Đấy, dùng ra sao. Bây giờ có thảo dược rồi đó, nhưng mà cách dùng nó ra sao nó mới quan trọng. Bởi vì cái đây thảo dược á, thảo mộc nó có dược tính á, mà mình dùng á thì không phải càng dùng nhiều càng tốt nha. Có nhiều cô bác ở đây á nghĩ vậy nè, là mình cứ uống đi, thể ai bài cái gì chỉ cái gì mình uống cái đó, mà mình uống á thì người ta chỉ là mình cứ ở đâu có là mình xin, hoặc là mình mua về một liệu trình gì đó uống. Như vậy thì nếu như mà mình uống liệu nó có tốt hay không, nhiều hay ít ha, để con giải thích.
tất cả những cái loại thảo mộc này nè, và tất cả các loại rau luôn, rau, trái cây đó chung nha, thảo mộc, rau, trái cây thì nó có đều có một đặc điểm chung là có chất chống oxy hóa, chất chống oxy hóa. À, cái đặc điểm của các loại thảo dược, thảo mộc, rau và trái cây là nó có chất chống oxy hóa. Để lấy ví dụ cho mình hiểu cái chất chống oxy hóa, ví dụ như mình ở nhà mình có trái táo, cái mình lấy con dao cái mình gọt nó ra, mình để cắt thành miếng miếng, để chút xíu mình chưa ăn kịp thì chút xíu nó bầm đen lại, tại vì cái chất chống oxy hóa là nó nằm ở bên ngoài vỏ mà mình đã gọt nó ra rồi, như vậy thì nó bắt đầu nó bầm đen. Kể cả nước mía cũng vậy, cái cây mía đó mình róc ra, mình để sẵn đó thì thôi, mà mình ép thành ly nước mía mà mình không kịp bỏ nước đá vô, nước đá là có chất là nó sẽ bảo quản cho mình, thì bắt đầu cái ly nước mía nó sậm đen xuống, cái đó là quá trình bị oxy hóa. Thì cái chất chống oxy hóa đó là nó có trong thảo mộc, rau, trái cây. Còn trong thịt cá thì nó không có chất chống oxy hóa nha, mà chất chống oxy hóa nó đều nằm trong các loại thảo mộc đó hết á. Vậy thì nó quan trọng như thế nào đối với cái người bệnh ung thư và tất cả các bệnh lý liên quan? Tế bào ung thư á, cái tế bào ung thư, cái sản phẩm của nó tạo ra đó là gốc tự do. Tự do. Mà cái gốc tự do đó nó quay lại nó phá cơ thể. Phá cơ thể. Và nó làm oxy hóa các tế bào lành. Tế bào lành đó. Ung thư, tất cả những cái tế bào ung thư thì cái sản phẩm nó tạo ra, nó giống như là chất thải của nó đó, nó tạo ra thì nó tạo ra gốc tự do. Gốc tự do này nè, nó sẽ tàn phá lại cơ thể, nó gây ra hiện tượng bị oxy hóa tế bào lành, nó dẫn đến hoại tử, hư từ từ. Như vậy thì cơ thể mình lại cần các cái chất chống oxy hóa để ngăn ngừa cái tác hại của tế bào ung thư. Do đó là bác sĩ đề nghị mình ăn nhiều rau xanh và trái cây. Mà nhiều rau xanh và trái cây rồi thì lúc đó mình cũng sẽ cần tới thảo mộc, cái loại thảo dược có dược tính mạnh hơn. Tại vì cái lượng mà chất chống oxy hóa và cái hoạt chất tự nhiên á, cái hoạt chất tự nhiên nó sẽ cao hơn trong rau xanh và trái cây. Ví dụ như trong các cái loại thảo dược mà mình đang uống á, đang uống kết hợp với cái vấn đề mà ăn rau xanh trái cây á, thì cái hoạt chất tự nhiên nó sẽ cao hơn, nó mạnh hơn. Ví dụ như trong vitamin C cái này ha, rau xanh và trái cây nó cung cấp vitamin C, min C, thì cái hoạt chất tự nhiên này nó mạnh hơn cái vitamin C này gấp 10 lần. Bởi vậy cho nên mình mới phải đi kiếm cái thảo dược mình uống. Thông thường thì mình ăn rau rồi đó, ăn rau trái cây rồi đó, là mình cũng phải đi kiếm thuốc uống, thường là như vậy. Thì mình sẽ kiếm cây này cây kia để mình uống, để mình có được cái hợp chất tự nhiên nè. Tại sao lại như vậy? Tại sao cái thực vật nó lại có cái hợp chất tự nhiên này? Bởi vì cái cơ chế của cái thực vật á, là nó không di chuyển, nó cắm rễ nó đứng một chỗ. Như vậy thì nó sẽ không có thể nào mà tránh được côn trùng, sâu bọ hoặc là những cái vi sinh vật bám vào nó và ăn nó. Như vậy thì nó phải tạo ra những cái chất hóa học để tự nó bảo vệ cho nó. Tại vì nó không thể đứng cái rễ nó chạy đi khỏi nơi này nơi kia giống như con động vật. Ví dụ như con động vật mà gặp cái con mọt, con nào ăn nó đi thì bắt buộc nó phải chạy. Nó chạy ra nó trốn. Nhưng mà thực vật nó không có chạy được. Thực vật nó đứng một chỗ à, nó chịu trận đó, con nào ăn nó là nó chịu. Vậy cho nên nó mới tạo ra cái hoạt chất tự nhiên nè, là cái vũ khí của nó. Để con nào ăn nó đụng cái này bị ngộ độc là sẽ chạy liền, bỏ liền, không dám ăn nữa. Lần sau thấy cái cây đó không dám ăn. Thì tất cả các loại thảo mộc nó hình thành nên cơ chế hoạt chất tự nhiên đó để nó chống lại những cái côn trùng, chống lại những cái vi sinh vật đó. Vậy thì con người mình á, mình mắc bệnh ung thư á, là mình cần cái này nè, ở trong cái thảo mộc.
nó sẽ có nhiều hay ít là tùy thuộc vào cái điều kiện sống của cái loại đó. Ví dụ như những cái loại đó mà nằm trong cái môi trường đất có đủ dưỡng chất và một số cái điều kiện khí hậu thuận lợi, thì cái loại thảo mộc đó, thảo dược đó, nó sẽ có đủ dược tính và khi mình uống vô nó sẽ hiệu quả. Còn một số cái loại đó thì nó đang trong mùa mà chuẩn bị ra bông ra trái, hoặc là nó còn non, hoặc là nó chưa có đủ dược tính á, hoặc là cái đất nó thiếu dinh dưỡng, bị phèn chẳng hạn, thì cái dược tính của cái loại thảo mộc đó, nó không có đáp ứng đủ. Thì mình uống vô á, cùng uống là một loại thuốc, ví dụ như xạ đen, mình uống hai bên, một bên là trồng trong điều kiện tốt và một bên thì để mọc tự nhiên, nhưng mà cái chất lượng cái đất á, nó không tốt, thì cái chỗ nào mà cái dược tính cao hơn nó sẽ cho ra kết quả tốt hơn. Như vậy thì bệnh nhân sẽ đi tìm thuốc nam để uống là vì chất này nè, nó sẽ mạnh hơn cái vitamin C. Vitamin C nó sẽ cung cấp cho cái cơ thể mình hệ miễn dịch, nó tăng cái bạch cầu lên, nhưng cái này nó mạnh hơn gấp 10 lần như vậy, cho nên mình mới phải đi tìm thuốc mình uống. Nhưng mà uống nhiều quá nó sẽ có một hiện tượng như sau. Bởi vậy cho nên sẽ cần hỗ trợ điều trị, nó cần phải chuyên môn hóa nữa, để con giải thích cho mọi người hiểu nha. Bây giờ bắt đầu mình biết được là cái công dụng của các loại thảo dược rồi đó, và mình đi kiếm cái cây này cây kia mình uống. Thì đặc điểm chung của tất cả các loại thuốc là nó có chất này, thì tùy vào mỗi loại mà nó có cái hợp chất nó khác nhau. Ví dụ như trong nghệ curcumin, còn các cái loại khác thì nó lại có chất khác vậy đó. Như vậy thì mình kiếm những cái loại khác nhau để mình uống. Như vậy thì liệu uống nhiều có được hay không? Uống nhiều cái điều đầu tiên, uống nhiều khi mà nạp quá liều thảo dược, mà ví dụ như cái loại mà tốt giống như Atiso đi, thì người ta sẽ bán đại trà, ai dùng cũng được, dùng nhiều dùng ít, người ta sẽ không có sợ những cái độc tính rủi ro của nó. Nhưng mà xạ đen nó không có bỏ vô trong cái thị trường giống như ở các cái cửa hàng lớn hoặc là siêu thị lớn đâu, mà phải trực tiếp do các thầy thuốc chỉ định. Bởi vì bản thân nó là hoạt chất tự nhiên, bên cạnh dược tính nó còn có độc tính nữa. Nó có độc tính mà trong thảo mộc nó có nha. Giống như cô bác có nghe đọc báo là có một vài trường hợp mà mình sử dụng lá ngón á, là không được. Ăn lá ngón vô bắt đầu tê lưỡi, bắt đầu dãy, soi một mờ một mét dãy là chết, là độc tính của nó đó. Như vậy thì trong thảo mộc nó có dược tính mà nó cũng có độc tính trong đó nữa. Nếu mà mình uống quá liều thì cái tác hại đầu tiên là lên lá gan, hại gan. Tại gan là cơ quan thải độc của cơ thể, mà nếu cơ thể sử dụng không có hết các loại hợp chất tự nhiên là một ngày mình chỉ tiêu thụ được bao nhiêu đó thôi, giống như vitamin C cũng vậy, một ngày mình chỉ hấp thu được bao nhiêu lượng, bao nhiêu vitamin C, mình sử dụng nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng lên cái thận. Thì cái hoạt chất tự nhiên cũng vậy, nếu như mà mình sử dụng quá liều thì nó sẽ hại cái lá gan, nó làm cái men gan AST, ALT và GGT tăng đó. Cái lá gan là sử dụng cái bộ men gan này để kiểm tra nè. Tại sao mà các thầy y học cổ truyền mà lại áp dụng những cái thông số của Tây y? Là bởi vì những cái chẩn đoán bây giờ đã được tiêu chuẩn hóa rồi. Và bệnh nhân ở đây á, các cô bác á, là khi mà trước khi đến đây là đã đi bệnh viện điều trị và đã có hồ sơ bệnh án để chẩn đoán là mình mắc căn bệnh ung thư, kèm theo cái bản cận lâm sàng, ví dụ như xét nghiệm máu, sinh hóa máu, rồi cái thứ đó, rồi cũng như siêu âm, X quang, thì dựa trên những cái tiêu chuẩn đó để mà đánh giá. Bây giờ nó đã tiêu chuẩn hóa rồi, nó phải đồng bộ. Bây giờ nói cái vấn đề đó bệnh nhân dễ hiểu. Bên con thì hệ thống kinh mạch, kinh lạc,
rồi cân bằng âm dương. Nhưng mà đây thì nó có sử dụng các loại như là cân bằng axit kiềm, thì con sử dụng những cái đó cho cô bác dễ hiểu và dễ hình dung thấy được cái vấn đề. Như vậy thì không phải là mình uống nhiều là tốt, ta nói lợi bất cập hại á. Rồi khi mà mình biết cái công dụng của cái thảo dược Việt Nam mình cho phát triển, cái nguồn thảo dược là để tăng cái tính dược tính nó lên, cung cấp đủ về số lượng, đủ về chất lượng và mình áp dụng được. Nhưng mà áp dụng như thế nào còn tùy thuộc vào chuyên môn hóa nữa, là phải có các thầy thuốc để theo mình, để hướng dẫn. Tại như nó như thế này nè, cái thuốc thì có sẵn, cái thảo dược có sẵn, nhưng mà mỗi người á nó sẽ khác nhau, cái bệnh tình của mỗi người mỗi khác. Khi mà các cô bác mà đi khám bệnh á ở tại bệnh viện á thì quyết định bởi cái cận lâm sàng, và cái cận lâm sàng đó là các thầy thuốc ở đây coi và phải biết được cái chỉ số nào cao, chỉ số nào thấp để mà áp dụng cho bệnh nhân, chứ không phải là ca nào cũng giống nhau. Cái người A khác người B, B khác người C, thì cứ có một mức đó cho uống thuốc như vậy là không được, phải có, nó sẽ khác nhau. Bởi vậy tụi con phải, cha mới đào tạo tụi con khi mà hỗ trợ điều trị cho các cô bác là phải học cái chuyên môn hóa để cho mình áp dụng cho bệnh nhân cho đúng, chứ không phải là có một công thức. Nếu mà có một công thức thì tụi con chỉ cần một lần thôi, quay như thế này xong rồi đăng lên chỉ cho bệnh nhân đi kiếm cái cây thuốc đó uống đi, thì bệnh nhân đi kiếm đúng cây thuốc đó uống là sẽ có kết quả như nhau. Nhưng mà nó không phải như vậy, tại vì cái thuốc là dược tính là có rồi đó, cô bác có thể đi kiếm được bất cứ chỗ nào ở trong miền Nam ra tới miền Bắc kiếm được rồi đó, nhưng mà sử dụng ra làm sao. Vậy thì cái khác nhau giữa việc mà mình tự uống ở nhà và khi mình tới đây nó ở chỗ nào, là ở chỗ uống đúng là uống đúng với cái bệnh của mình á, bệnh của mình. Cái lúc này là cái câu mà thân ai nấy lo là đúng rồi nè. Tại vì bây giờ mình không có hỏi người bên cạnh được, hỏi cô ơi cô ăn sao, cô cho tôi ăn giống vậy, cô uống thuốc gì, cô chỉ cho tôi uống thuốc giống vậy là không được. Bởi vì mỗi người nó lại có một cái sức khỏe khác nhau, cái cơ địa khác nhau, cái cách dùng thuốc khác nhau, nên thành thử ra không có ai giống ai. Cho nên mình bởi vì mình mới phải bỏ thời gian để mình tới đây, các thầy đã lo cho mình về vấn đề kinh phí, không có phải lo về vấn đề tiền bạc. Khi mình tới đây khám bệnh cũng không tốn tiền là mình nhẹ rồi. Bây giờ chỉ cần một điều trọng tâm duy nhất là mình tìm ra cái phương pháp ăn uống phù hợp với mình nhất, tại mỗi người mỗi khác. Nhiệm vụ của mình tới đây nha, cái nhiệm vụ quan trọng khi mà mình tới phòng khám này là trước khi đi về nhà, trước khi về nhà là mình phải tìm ra cái chế độ ăn phù hợp nhất, tìm ra cái chế độ ăn phù hợp nhất cho mình đó. Nhiệm vụ của mình ở đây 3 tháng với các thầy là để tìm ra được cái chế độ ăn phù hợp nhất đối với mình. Bởi vì sao? Bởi vì nó quan trọng. Người này khác, người kia khác, thì mỗi người sẽ có chế độ ăn khác nhau. Một người ung thư phổi, di căn não, một người thì ung thư phổi và lại di căn gan. Như vậy thì do cái bệnh lý nó quyết định bệnh nền. Ví dụ như có người thì khỏe bình thường, có người thì huyết áp cao, nhưng có người lại huyết áp thấp, có người thì không có tiểu đường, có người lại tiểu đường, thì cái chế độ ăn của người này không giống người kia. Cho nên là các cô bác, thứ nhất là về nhà đừng nghe theo cái kiểu là ai chỉ cái bài thuốc nào là đem bài thuốc đó ra uống liền. Cái gì cũng vậy, phải cẩn thận. Tại vì mình khoan hẳn uống, mà ví dụ như mình có các thầy thuốc, ví dụ như các thầy ở đây sẵn sàng chỉ cho mình, cứ hỏi đi, mình dạng hỏi đi, mình đừng có sợ. Kể cả sau này mình về nhà cũng vậy, có khi mình dành thời gian á, mình tìm cái cây này cây kia rồi hỏi các thầy, nhắn tin qua hỏi cô uống thuốc này được hay không. Tại cái hồ sơ bệnh án là tụi con có luôn trong máy, cho nên chỉ cần mà hỏi thì có thời gian con lục máy lại, con coi là con biết cái kết quả của bệnh nhân
bệnh gì và như thế nào, thì con có thể tư vấn cho mình cái cách dùng cái thuốc đó. Chứ mình không cần nhất thiết là mình phải tự uống, bởi vì mình uống mà không đúng liều hoặc là quá liều nó sẽ hại cho lá gan của mình. Như vậy thì cái gan mình mà yếu xuống rồi thì khả năng thải độc nó lại kém đi. Như vậy thì cái chuyện mà mình chống ung thư là gì, lâu gì dài chống không nổi. Vậy thì khi mà mình trước khi ra về ở đây 3 tháng á, thì đặt mục tiêu nha, mỗi sáng mỗi vô báo cáo với các thầy và chụp cái quyển tập á, cái quyển tập mình đang có đó, cái sổ mà theo dõi đó, là chụp cái đó cho các thầy thuốc, để các thầy thuốc nhìn thấy cái sức khỏe của mình như thế nào, dùng thuốc ra sao, rồi về sẽ điều chỉnh cái chế độ ăn của mình để cho mình áp dụng đúng. Ví dụ nha, con lấy ví dụ làm sao cho nó phù hợp nha. Uống đúng nha, chứ không được uống đặc. Uống đặc là ai bậy gì uống đó. Cái người đó, tại vì người ta hiệu quả với cái thuốc đó. Ví dụ như cái người A đi, là chỉ cho mình dùng thêm cây xà đen. Nhưng mà cái liều lượng của mình đã dùng tới đó là đã tối đa rồi, cái khả năng hấp thu rồi. Mà mình dùng thêm cái cây xà đen thêm, như vậy thì cái gan của mình nó quá tải, cái gan nó chịu không nổi. Như vậy thì nó tăng cái năng gan lên, nó thải độc không kịp. Như vậy thì đi bác sĩ la mình là đúng chứ không sai nha. Bác sĩ nói không được uống thuốc nam là tại vì nó làm tăng men gan, là nói cho những cái người bệnh nhân đã sử dụng quá liều á. Còn nếu như mình uống đúng liều thì sẽ không có chuyện tăng men gan, mà nó sẽ có hiệu quả thay vì nó làm hại mình. Như vậy thì cái việc uống đúng là phải có thầy thuốc hỏi, tại vì nhiệm vụ của thầy thuốc là chuyên môn hóa để hỗ trợ điều trị mà. Các thầy ở đây ăn ở không rồi cứ ngồi tối ngày nghiên cứu cái đó đó, dạ. Chỉ cho mình cái cách đó đó, dạ. Cho nên mình cứ mạnh dạn mình hỏi các thầy. Mặc dù là nó tốt cho mình, nhưng mà với mức độ là đủ liều thôi, chứ không được dư. Các thầy cũng dựa vào cái cận lâm sàng để quyết định cho mình ăn uống như thế nào, dựa vào cận lâm sàng. Ví dụ như xét nghiệm máu nè, siêu âm nè, CT nè, X quang nè đó, các thứ đó đó, để chỉ cho mình cái cách ăn uống phù hợp. Các cô bác đừng có chỉ quan tâm tới cái, có nhiều cô bác hỏi tụi con á, coi cái máu ung thư tôi còn hay hết hay cái câu đó đó. Nhưng mà bệnh nhân đừng có để ý cái đó quá quan trọng quá, mà phải để ý cái tổng thể luôn. Tại vì khi tụi con cho đi khám á, bệnh nhân đi khám bệnh á, là đánh giá toàn bộ cơ thể. Ví dụ như kiểm tra cái đường huyết, kiểm tra cái chức năng gan, chức năng thận, rồi kiểm tra cái cholesterol, tim mạch, kiểm tra cái triglycerin mỡ máu, hoặc là kiểm tra cái dấu ấn ung thư, hoặc là phân tích nước tiểu, hoặc là cái ion đồ. Tại vì tất cả những cái cơ quan trong cơ thể mình đánh giá coi cái nào tốt, cái nào không tốt, thì cái tốt nó bù trừ cho cái không tốt. Cái khối u á, ví dụ như khối u ở gan đi, cái khối u ở gan thì cái điều đầu tiên là cái chức năng tiêu hóa, ảnh hưởng tới chức năng tiêu hóa kém đó. Nhưng bù lại cái hô hấp tốt nha. Cái người này nè, bù lại mà nó chưa có di căn vào phổi thì cái hô hấp tốt. Như vậy thì tụi con sẽ tập trung vào những cái thực phẩm nó hỗ trợ cho lá gan đó, thay vì sử dụng những cái thực phẩm nó tốt cho cái hệ hô hấp. Ngược lại giống như là bệnh nhân bị u phổi đi thì cái hô hấp của người này nó có vấn đề, nhưng mà hệ thống tiêu hóa lại tốt, thì tụi con lại tập trung vào cái hệ hô hấp. Các thuốc hỗ trợ nó tập trung vào đây, còn cái này thì tụi con ít quan tâm tới. Nhưng mà là cái chế độ ăn của mình nó rất là cần thiết nha. Ở đây thì chắc con có hướng dẫn về cái axit kèm rồi đó, thì cô bác cũng biết là mình phải nạp những thực phẩm nó có tính axit. Đây, axit kèm. Những cái thực phẩm có tính axit như là thịt cá nè,
thịt, cá, trứng, sữa và thức ăn nhanh là mình ngưng nạp rồi đó. Mình ngưng nạp tại vì ở trong môi trường axit nè, tế bào ung thư nó sẽ phát triển ung thư. Thì trong môi trường kiềm nó sẽ khống chế cái bệnh ung thư tốt hơn. Như vậy thì mình bỏ bên đây thì mình phải ăn bên đây. Có nhiều cô bác con hỏi ra đó là mình sợ quá, mình sợ bệnh quá, ăn cái gì mình cũng sợ bệnh, ăn cái gì mình cũng sợ phát triển ung thư. Như vậy thì thịt cá trứng sữa bỏ, không ăn. Nhưng mà rau củ quả trái cây cũng không dám ăn luôn. Nghe người này đồn người kia nói ăn cái rau này là nó phát triển nhanh ung thư nè, ăn cái loại kia nó phát triển nhanh ung thư kìa, là không dám ăn luôn. Nghe đậu hũ không tốt, nghe đậu nành không tốt, nghe rau muống không tốt, nghe cà tím không tốt, nghe bắp cải không tốt, rồi cuối cùng không dám ăn gì hết. Như vậy thì nếu không ăn cái này mà cũng không ăn cái này thì mình sẽ bị thiếu chất đó. Thiếu chất mà khi mà mình thiếu chất rồi á, nó sẽ không đủ cho tế bào, đặc biệt là cái hệ thống miễn dịch. Cơ thể mà thiếu chất thì cái hệ thống miễn dịch nó sẽ kém, mà cái hệ thống miễn dịch kém thì cái khả năng chống bệnh ung thư kém hiệu quả. Thì mình không ăn cả hai dẫn đến tình trạng là cái sức khỏe của mình chống không nổi ung thư. Nhưng ngược lại, để tránh cái tình trạng thiếu chất này thì các thầy đã hướng dẫn cái tháp dinh dưỡng rồi đó. Mình ăn chung với cháo thì mình phải ăn làm sao cho cái tính kiềm này nè nó tăng lên, tăng cái tính kiềm lên. Các loại rau khi mà bệnh nhân còn ăn được, ăn tốt thì ăn đa dạng dùm cho con, cái nào đa rau nào cũng ăn được. Trừ trường hợp ví dụ như trong cái bệnh lý của mình mà có bệnh nền đi, ví dụ như bệnh nền tiểu đường đi, thì các loại trái cây các thầy sẽ cho ngưng ăn các loại đồ ngọt. Hoặc là mình bị ung thư phổi, mình ho quá nhiều luôn, ho liên tục ăn đồ ngọt vô lại ho, thì lúc đó tụi con sẽ cắt đồ ngọt và cho có thể cho ăn đồ chua. Ngược lại ví dụ như cái huyết áp của mình đang thấp, dưới 90 đi, mà mình ăn đồ chua vô nhiều cái đầu nó huyết áp nó bắt đầu tụt xuống nữa. Như vậy thì cái vai trò của hỗ trợ điều trị, vai trò của hỗ trợ điều trị là giúp cho những đối tượng bệnh nhân không có điều kiện để điều trị tây y thì mình sẽ có cơ hội để mình tiếp cận được với những cái phương pháp phù hợp thay thế nha. Thay thế chứ không phải là loại bỏ, có nghĩa là các thầy không nói phương pháp này là không tốt. Cái phương pháp nào nó cũng có những cái mặt lợi tích cực và mặt không tích cực ở trong đó. Cái nào cũng vậy. Mà khi mà mình đã áp dụng tây y không được rồi, mình trở về y học cổ truyền rồi, thì mình vẫn còn hy vọng. Hy vọng ở chỗ là mình có thảo dược nè. Thủ tướng chính phủ đã ra những cái quyết định để phát triển cái ngành dược liệu Việt Nam, và thậm chí là cái ngành y học cổ truyền đẩy mạnh trong thời gian vừa qua. Đó là mình cho thấy là cái sức hiệu quả của cái ngành y học cổ truyền cũng như là dược liệu trên bệnh nhân. Tại vì ở các nước có khí hậu ôn đới đi thì cái mức độ đa dạng sinh học nó không có. Có một số các cô bác ở nước ngoài về Việt Nam á, rất là thích ở chỗ là nhiều loại rau củ quả để ăn lắm. Ở bên kia sẽ không có nhiều loại rau này, tại vì vào mùa đông á, cái loại cây rau á thì nó không có sống được, tại nó quá lạnh, nên thành thử ra cái mức độ đa dạng sinh học về các loại thực vật nó sẽ ít hơn. Thì việc tiếp cận cái nguồn dược liệu quanh các nước thì nó sẽ không có bằng ở Việt Nam. Thì Việt Nam thấy mạnh của Việt Nam là dược liệu, nhưng mà tự chỗ dược liệu này là mình phải uống đúng cái bệnh của mình thì nó sẽ có hiệu quả, nhưng mà uống chậm là nó sẽ không có hiệu quả, mà thậm chí là nó đi ngược lại nữa đó. Rồi như vậy thì vai trò của hỗ trợ điều trị là như vậy đó. Mà mình còn phải thêm một ý nữa nha. Khi mà mình đã có các thầy thuốc chỉ cho mình cái cách ăn uống rồi thì còn một ý nữa, đó là bệnh nhân phải khám định kỳ nữa nha. Nhớ là đi khám định kỳ, bởi vì mình đừng có mong chờ là chữa một lần là sẽ khỏi hoàn toàn, không bao giờ bệnh lại, không có chuyện đó đâu. Cái bệnh ung thư mình á là nó sẽ tiến triển dần mỗi một ngày, thì cái điều mà hỗ trợ điều trị á nó sẽ khống chế cái khối u đó, nó làm chậm cái mức phát triển lại, còn đáp ứng tốt hơn thì nó sẽ dừng lại và nó sẽ giảm cái kích thước khối u nữa nếu tốt.
nhưng mình vẫn không được chủ quan với cái bệnh của mình, vẫn phải đi khám định kỳ, là đi khám cận lâm sàng. À, con có chỉ cho một số trường hợp á, ví dụ như mình đi tái khám tại bệnh viện mà nếu như mà mình cầm cái thẻ bảo hiểm á, mình vô mình nhập viện thì khi đó trở về nhà thì bác sĩ sẽ cho cái giấy ra viện, giấy ra viện. Cái này thì nó chỉ có cái tên bệnh thôi, tên bệnh thôi, có tên bệnh thôi chứ nó đâu có gì trong đó. Tên bệnh kèm với cái mã ICD, ICD ví dụ như là C34 cho ung thư phổi chẳng hạn, đó là cái mã quốc tế để xác định được cái bệnh đó tên là gì. Nhưng cái quan trọng của mình là cái kết quả cận lâm sàng, mình biết cái máu của mình bao nhiêu, cái khối u kích thước là bao nhiêu. Thì nếu như mà để có được cái đó đó thì phải khám dịch vụ mới ra, tại vì nộp hồ sơ vô, nộp cái bảo hiểm vô mà mình nhập viện thì bác sĩ sẽ giữ hết những cái giấy tờ này của mình, những cái giấy tờ xét nghiệm này nè là bệnh viện sẽ giữ hết, và mình sẽ không có coi được cái kết quả để mà mình có thể nhờ cái sự tư vấn từ thầy thuốc hoặc là các bác sĩ để mình biết cái cách ăn uống. Như vậy thì mình phải khám, mà nên là khám dịch vụ để mình có được cái giấy đó để mình xác định. Ví dụ như trong ba tháng là mình đi xét nghiệm máu nè, xét nghiệm máu định kỳ, những cái kết quả dấu ấn ung thư hoặc là chức năng gan, chức năng thận, công thức máu, ví dụ vậy, thì mình xét nghiệm định kỳ 3 tháng đó mình cứ khám dịch vụ đi. Ở Việt Nam mình sướng ở chỗ đó đó, là mình có thể mình đi ra bệnh viện để mình xin khám dịch vụ. Còn ở các nước như Úc nè hoặc Mỹ nè, tụi con, tại vì con có nói chuyện với các cô bác ở bên đó thì các cô bác không phải muốn đi là đi đâu, không phải muốn vô bệnh viện là xin đi kiểm tra sức khỏe là mình được tự ý mình làm đâu, phải có lịch hẹn, và kết quả đó là do cái bác sĩ gia đình và ở các bác sĩ chuyên khoa giữ, chứ mình cũng không được coi nữa chứ nói gì mà tới giữ cái giấy đó. Còn Việt Nam mình sướng ở chỗ là mình đi khám dịch vụ được, mình cầm cái kết quả trên tay của mình và mình biết được mình ăn uống như thế nào dựa trên đó, thì cái có cái đó rồi thì mình biết mình ăn cái nào. Ví dụ như cái lượng muối ion natri nè, cái sodium á là 135 đến 145, nhưng mà nếu như mà mình thấy cái lượng muối của mình ít hơn cái số này là mình phải tăng lên. Có nhiều người á dặn á mình đừng có ăn đồ ăn mặn, kêu ăn lạc. Lạc ở đây với mặn ở đây là muối nha, ăn lạc có nghĩa là ăn không có được nhiều muối. Thì đối với những trường hợp mà bệnh nhân á mà có cái chỉ số ổn định nó nằm trong ngưỡng từ 135 đến 145 của natri. Còn nếu như cái ca đó mà bị giống như là đại tràng trực tràng mà đi cầu nhiều lần, nó bắt đầu cái lượng natri này nó thấp nè, nó có 127 thôi. Như vậy thì những bệnh nhân đó còn phải truyền thêm cái natri nữa, natri lauric 0.9% nữa. Như vậy thì mình phải ăn tăng muối lên, chứ không phải lúc nào cũng giảm muối đâu. Cái giảm muối là cho đa số chung tất cả các bệnh nhân có mức ổn định. Nhưng mà mình bản thân mình á, mình đi khám cận lâm sàng nè để mình đánh giá coi cái cơ thể của mình nó thiếu cái gì, là thiếu cái gì mình bù cái đó vô để cân bằng lại, để gọi là cân bằng mà. Cân bằng cân bằng, khi cân bằng thì cái gì thiếu bù vô, cái gì dư thừa bớt ra. Chứ không phải là mình khăng khăng một bớt một. Muối là ăn phải giảm muối, ăn lạc mới được, ăn mặn không cho. Nhưng mà ngược lại, mà ví dụ như 144 rồi đó là bắt đầu phải giảm lượng muối à. Nếu tăng nữa thận của mình á nó sẽ dễ suy lắm á, và huyết áp tăng. Cho nên là dựa trên kết quả cận lâm sàng nè, kể cả bệnh nhân ở đây là 3 tháng nhưng mà khi về nhà là phải cố gắng định kỳ đi khám, dành thời gian. Ví dụ như ở trong bệnh viện mình không có nhiều thời gian để mình hỏi bác sĩ về chế độ ăn, thì mình có thể mình đăng ký khám ngoài giờ, khám ngoài giờ của cái người bác sĩ đó đó, bác sĩ đang theo dõi mình, hồ sơ đó có đó, mình có thể mình đi gặp bác sĩ đó riêng ở nhà để bác sĩ tư vấn kỹ hơn. Tại vì thông thường á, đối với một ca bệnh mà ở bệnh viện đông quá tải á, thì có thể là có 3 phút để cho một bệnh nhân thôi. Trong 3 phút á, khám làm sao mà ra được bệnh, ra được cái giấy chẩn đoán và ra được cái
cái toa thuốc và phần còn lại là để dặn bệnh nhân thêm, thì cái thời gian có 3 phút thôi, không thể nào mà nhắc mình được cái này cái kia, mặc dù bác sĩ hiểu và muốn tư vấn nhiều hơn, nhưng mà cái đó là bị lệ thuộc vào thời gian, không có trả lời được. Chứ không phải là bác sĩ không muốn trả lời nha, thông cảm cho các bác sĩ là như vậy. Thì mình cầm cái kết quả xét nghiệm máu á, hoặc là cái sinh thiết á, hoặc là cái giấy hồ sơ bệnh án của mình á, gặp riêng bác sĩ đó vào cái phòng khám đó, ngoài giờ đó, hoặc là hỏi các thầy ở đây, các thầy ở đây sẽ coi cho mình cái hồ sơ đó, dựa trên đó để chỉ cho mình cái cách ăn uống phù hợp và cái cách dùng thảo dược, ví dụ như cái loại nào mình uống kết hợp với các loại thuốc tây. Tại vì có khi các bệnh nhân đang uống cái thuốc giảm đau, thậm chí là có những bệnh nhân ung thư xương uống cái thuốc morphine luôn. Như vậy thì những cái tác dụng side effect á, cái tác dụng phụ của nó là đều có. Như vậy thì phải hỏi cái thuốc này uống có được không, cái loại này dùng có được không, chứ đừng có tự ý dùng. Tự ý dùng là dở đó nha. Mình đã có các thầy thuốc, có các điều kiện để kết nối mà mình không có hỏi là mình dở. Mình dở, cái dở của mình là mình không hỏi thầy thuốc, mà mình đi hỏi người bên cạnh của mình. Cái người bên cạnh của mình đâu có thể nào mà biết cái sức khỏe của mình như thế nào. Cái hồ sơ bệnh án của mình với người bên cạnh nó khác nhau, mặc dù là chung dãy trọ, hoặc là những người đó người ta cũng đã từng bệnh trước đó và ta điều trị rồi bằng cái thuốc đó, người ta chỉ mình dùng cái thuốc đó, nhưng mà đối với người đó thì phù hợp đó, nhưng đối với mình thì nó lại khác. Cho nên mình uống theo họ là kết quả mình sẽ không đạt được tốt. Cho nên đừng hỏi cái người bên cạnh, hoặc là hỏi ý kiến người này người kia, hỏi để tham khảo thôi. Ví dụ như hỏi biết được cái cây thuốc đó, hoặc là nơi đó có cái loại đó, thì mình hỏi cho biết thôi, rồi sau đó hỏi lại các thầy thuốc để mình nắm được cái cách dùng của mình. Thì thầy cũng hy vọng là sau cái quá trình hỗ trợ điều trị 3 tháng ở đây, bệnh nhân về nhà tự tin để mà tự áp dụng cái pháp đồ ở đây để mà ăn uống. Bởi vì các thầy đi với mình có một đoạn thôi, đi với mình có 3 tháng, thấy 3 tháng thấy lâu chứ thật sự ra quay qua quay lại tới ngày về. Như vậy thì những ngày sắp tới mình ở với con cháu của mình thì mình phải tự điều chỉnh cái chế độ ăn, chứ lúc đó không có các thầy để theo nhắc nhở mình đâu. Ví dụ như ở đây nè, các thầy cứ nói ra rã vấn đề acid và thịt cá nó không tốt cho sức khỏe. Nếu như mà mình mắc bệnh ung thư mà ăn càng nhiều acid thì nó lại càng phát triển nhanh ung thư, ở đây các thầy nói đó, nhưng mà về nhà đâu ai nói nữa. Như vậy thì mình gặp những người ở nhà, có nhiều người ta khuyên mình ăn nhiều hơn đi để có sức. Đúng, thịt cá trứng sữa là nó có sức đó, mình ăn những cái này là nó có sức đó, hồi phục sức nhanh đó. Kể cả mình đi lao động nặng, mình ăn cái đó vô mình cảm thấy mình khỏe nhanh lắm, khỏe rất là nhanh. Nhưng mà đồng thời nó nuôi tế bào ung thư. Có nhiều người á phát hiện bệnh ra là đã giai đoạn 4 rồi, có nghĩa là nhanh như vậy đó, từ giai đoạn 1, 2, 3 là không phát hiện luôn, tới giai đoạn 4, tới giai đoạn cuối luôn mới phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư. Như vậy thì cái chuyện mà từ giai đoạn 1 lên 2, lên 3 rồi tới lên 4 nó rất nhanh, mà mình càng ăn cái này nữa là nó phát triển dù luôn. Nhưng mà mình không ăn cái này là mình đứng trước nguy cơ thiếu chất. Thiếu chất thì ở đây các thầy đã hướng dẫn cho mình cái cách mà ăn cái sản phẩm thay thế đó, là đạm, thực vật. Bởi vì nếu như mà cơ thể mình không có đủ đạm á, thì thứ nhất là cái chỉ số khối cơ của mình nó tụt nhanh, mình xuống ký rất là nhanh. Cái thứ hai nữa là nó sẽ liên quan tới các cái dịch. Cơ thể mình thiếu đạm là cái dịch trong cơ thể nó sẽ nhiều hơn, nó nhanh hơn. Dịch bụng nè, dịch phổi nè, dịch tim nè. Thì như vậy mình phải bổ sung được cái đạm thực vật thay thế trong nấm nè, đậu nè, hạt nè, và mình phải ăn đa dạng nữa đó. Cho nên là đi bệnh viện mà bác sĩ mà nghe ăn chay á, bác sĩ rầy mình dữ lắm, là tại vì mình thiếu chất. Còn nếu như ăn đủ chất coi, bác sĩ còn khuyên với rầy mình. Nếu như mà mình ăn cái loại đạm thực vật mà thay thế đủ rồi đó, mình khỏe mạnh, thì đi bác sĩ hỏi: ủa cô chữa ở đâu vậy, chữa đâu hay dữ. Có nghĩa là mình đủ chất thì mình sẽ không lo cái chuyện mà về lâu về dài cái sức khỏe mình nó đi xuống. Rồi cái phần
hướng dẫn cho bệnh nhân tới đây là kết thúc. Quý bệnh nhân nào có thắc mắc gì nữa không? Có là câu hỏi ví dụ như cái cách ăn uống của mình, hoặc là cái điều kiện sinh hoạt, hoặc là như thế nào, có câu hỏi gì muốn đặt cho thầy không? Còn nếu như không thì thầy xin kết thúc ở đây, hẹn quý bệnh nhân vào tuần sau. Thì máy vô chưa có hiểu là bảo là như ăn và tiếng đồ đó được đó. Ăn được cô. Nếu như cô không có nạp axit. Được. Nó có như vậy nè cô. Ví dụ như cái cơ thể của mình á, mà cô có hỏi như thế này, cô hỏi là ăn cà tím ăn nấm được hay không, thì cũng trả lời cho mọi người hiểu nè. Mỗi một người á, cô gọi đi. Mỗi một bệnh nhân á, mà bình thường đi, người bình thường đi, phải bệnh nhân đi, nó sẽ có một số cái thực phẩm mà mình bị dị ứng. Cái dị ứng này do cái di truyền của mình, bản thân mình sinh ra đã bị dị ứng với cái loại đó rồi, ăn vô cái là bắt đầu nó có dị ứng liền. Giống như là nhiều người ngửi được cái trái hộp sầu riêng, nhưng mà những người còn những người khác, có một số người không ngửi được cái trái sầu riêng, nghe nó thì cảm giác nó bị thúi. Có nhiều người ngửi được cái trái thị, nhưng mà đối với một số người á, mà để cái trái thị ở gần chỗ bàn mình á là chịu không nổi đó. Cái này là do cái gen của mình, nó đã có những cái sản phẩm, cái thực phẩm mà mình bị dị ứng. Thì trong những trường hợp đó mình phải biết mình đã từng ăn cái loại nào mà mình bị dị ứng, thì mình nhớ sau này mình bỏ đi. Giống như chị đây, chị ăn xong được cái trái xoài thì vĩnh viễn là chị ăn không được cái đó. Không phải nói là cái vấn đề là ví dụ như mình ngán nha, có một số trường hợp những cháu nhỏ nhà đó nó không ăn được cá mà nó ăn thịt được, không phải là nó do dị ứng đâu, mà tại vì cái mùi hôi quá nó ăn không được. Còn riêng ví dụ như có một số trường hợp như là cà tím ăn vô nó ngứa, nhiều người bị phong á, cái cà tím mà nó cộng với những cái hải sản và cái thịt, những cái đạm động vật á, là nó sẽ kích ứng cái hiệu ứng làm cho mình ngứa lên. Nhưng mà nếu như mà thời gian dài mà cái sức khỏe của mình á, mình không còn nạp cái axit mà nó trở về kiềm rồi đó, thì những cái loại đồ mà ví dụ như là cà tím nè, hoặc là bắp cải nè đó, những cái loại đó nó sẽ không còn ứng hết giống như ban đầu nữa. Cái đó là do cái thức ăn nó kỵ. Còn cái cơ thể của mình, ví dụ như những cái loại đó mà mình ăn, mình đã cơ thể mình kiềm rồi mà mình ăn vô những cái loại đó mà mình vẫn còn nữa, là cái đó là không còn là kỵ nữa rồi, mà lúc đó là do cơ địa. Nhưng mà thật sự ra thì những loại như là rau muống nè, hoặc là cà tím nè, thì tất cả bệnh nhân đều ăn được, chỉ riêng một số trường hợp bị dị ứng thôi, dị ứng với những loại đó thôi. Ví dụ như đậu nành, đậu hũ, một số bệnh, đa số là bệnh nhân ăn được hết, chỉ riêng một số trường hợp mà bị tuyến giáp á, xuyên giáp á, mà mình bị thiếu cái iốt á, thì cái đó là ăn không được. Tại vì cái người mà bị xuyên giáp, bị bệnh về tuyến giáp á, mà nếu như mà mình ăn đậu hũ vô hoặc là đậu nành vô, nó sẽ làm giảm hấp thu iốt, thì khi đó mình ăn vô nó dễ dẫn đến tình phình bú cổ lên. Có cái dưỡng trong đó, thương cho nhớ giùm thầy đi. Bây giờ thầy sẽ nhường cái micro lại cho cô Hạnh để đọc tên của các bệnh nhân để mình lấy thuốc mình về nha.